trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập thứ nhất do lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, trong đoạn thời gian này có một số bạn đồng học liên hữu của Tịnh Tông chúng ta mỗi tháng ở tại học viện chúng ta là mỗi một tuần làm một lần tam thời hệ niệm pháp sự. Làm được điều rất vui vẻ. Tuy nhiên, Trung Phong Thiền Sư ở bên trong có rất nhiều lời khai thị của Ngài không dễ liễu giải, thì đương nhiên không thể tùy văn nhập quán. Cho nên các bạn đồng học đến tìm tôi, hy vọng đem cái nghi quy này có thể giảng giải một lần. Tôi còn nhớ trước kia tại Tân Gia Ba đã từng giảng qua, giảng được rất đơn giản. Tập sách này mỗi ngày tôi cũng có đọc tụng lời khai thị của thiền sư, đơn giản mà ý tường tận. Theo Phật pháp mà luận, đích thật là bất luận một pháp nào đều có thể giúp cho chúng ta thành vô thượng đạo, bởi vì pháp pháp đều là viên mãn. Nhưng vấn đề là phải hiểu rõ, muốn hiểu thì là chẳng dễ. Quý vị yêu cầu tôi cũng vui mừng. Chúng ta lợi dụng trong đoạn thời gian này, chúng ta cùng nhau đem tập sách này nghiên cứu kỹ lưỡng mà học tập. Danh đề là Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Trước tiên chúng tôi đem hai chữ Trung Phong giới thiệu cho quý vị. Trung Phong là tên người. Pháp danh của thiền sư là Thượng Minh Hạ Bổn. Minh là quang minh, bổn là bổn mạc. Trung Phong là biệt hiệu của Ngài. Biệt hiệu của Ngài. Ngài là người tiền đường Hàng Châu.
Đại khái hiện nay tức là Tiêu Sương Hàng Châu, Tiêu Sơn ở bên cạnh sông Tiền Đường. Ngài sinh tại cuối đời nhà Tống. Trưởng thành trong đời nhà Nguyên, là người cuối đời nhà Tống, đầu nhà Nguyên. Do đó chúng tôi phải đem đời nhà Nguyên đơn giản mà giới thiệu cho quý vị. Trung Quốc từ xưa đến nay thống trị cái quốc gia này đều là người Hán, là Hán tộc. Những dân tộc khác từ xưa kia đều là ngoại quốc, hiện nay đã dung hợp thành Trung Quốc, là Trung Hoa dân tộc. Trung Hoa dân tộc bên trong bao gồm không đồng dân tộc có 56 chủng tộc. Hán tộc là lớn nhất, nhân số nhiều nhất. Triều đại nhà Nguyên là người Mông Cổ kiến lập, triều đại nhà Thanh là người Mãn Châu kiến lập, đều là thuộc về ngoại tộc. Lúc bấy giờ chưa có thống nhất thì gọi là ngoại tộc. Sau khi thống nhất thì cùng với Trung Quốc dung hợp thành một thể. Cho nên bản thân của Trung Quốc tức là dân tộc văn hóa đa nguyên, giống như một lò lửa lớn không khác. Có thể bao dung và lại có thể hòa thuận sống chung, bình đẳng đối đãi. Đây là lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, thành tựu văn hóa của Trung Hoa. Mông Cổ lúc bấy giờ lãnh tụ của họ là Hốt Tất Liệt, là con cháu đời sau của Thành Cát Tư Hãn. Ở cuối đời nhà Tống, vua Lý Tông, đời nhà Tống, hoàng đế Lý Tông, năm Cảnh Định thứ nhất, Cảnh Định là niên hiệu, công nguyên năm 1260. Nói như vậy thì quý vị rất rõ ràng năm nay là công nguyên năm 2003. Cái việc này đời nhà Nguyên Mông Cổ kiến quốc vào năm 1260, lúc ấy là đời nhà Tống Lý Tông năm Cảnh Định thứ nhất. Ông ta đã thành Đại Hãn, Hốt Tất Liệt thành Đại Hãn. Ông ta lên ngôi tại Khai Bình. Tại Khai Bình địa phương này, tức là ở cuối hướng Bắc Nhiệt Hồ. Cuối hướng Bắc tức là hiện nay khu vực của Nội Mông Cổ. Vị trí thuộc về hướng chánh Bắc của Bắc Kinh, hướng Bắc của Bắc Kinh. Ông ta cũng có niên hiệu gọi là Trung Thống, về sau sửa lại là Hoàng đế Thế Tổ của triều đại nhà Nguyên, trong lịch sử xưng là Thế Tổ.
Các dân quốc chúng ta, đây là dân quốc về trước, tính từ năm dân quốc là Trung Hoa dân quốc, năm dân quốc là 652 năm. Năm dân quốc kiến quốc năm nay là 92 năm. Nếu anh muốn biết niên hiệu này, đích thật của niên hiệu tức là 652 năm, cộng thêm 92 năm. Hơn 700 năm. Cách thời đại nhà Nguyên đã có hơn 700 năm. Chẳng có bao lâu, thời gian tại vị của hoàng đế cuối đời nhà Tống cũng rất ngắn. Đến Tống Độ Tông, năm hoàng thuần thứ bảy, tức là năm 1271, Mông Cổ kiến quốc, đổi quốc hiệu là Nguyên. Bắt đầu từ năm này là triều đại nhà Nguyên. Triều đại nhà Tống mất nước vào năm 1276, tức là người Mông Cổ thống nhất toàn Trung Quốc. Thống nhất toàn Trung Quốc là vào năm 1277. Triều đại nhà Nguyên chính thức đi vào lịch sử Trung Quốc. Nguyên Thế Tổ, niên hiệu của ông ta là năm Chí Nguyên thứ 14, tức là thống nhất Trung Quốc vào năm 1277, là bắt đầu tính từ năm dân quốc. Trước dân quốc về trước là 635 năm. 635 năm. Đây là đem lịch sử của Mông Cổ nhà Nguyên đơn giản giới thiệu cho quý vị. Sau đó, chúng tôi lại giới thiệu người biên soạn Hệ Niệm Pháp Sự là Thiền Sư Trung Phong. Thiền Sư Trung Phong sinh năm Quý Hợi, đời nhà Tống Lý Tông, năm Cảnh Định thứ tư, năm Quý Hợi. Chúng ta biết Thiền Sư Trung Phong là tuổi Hợi. Năm Cảnh Định thứ tư là công nguyên năm 1263. Sinh năm 1263, vào ngày mùng 2 tháng 11, chúng tôi xem trong truyện ký của Ngài, Ngài họ Tôn, mẹ họ Lý. Mẹ của Ngài nằm mộng thấy, Vô Môn Khai Đạo Giả Trì Đăng Lung Chí Kỳ Gia. Vô Môn Khai Đạo Giả là một lão nhân, trên tay cầm cái lồng đèn đi vào trong nhà của Ngài. Ngày hôm sau thì Ngài ra đời. Do đây có thể biết
Mẹ của Ngài nằm mộng là ngày mùng 1 tháng 11. Ngày mùng 2 tháng 11 thì bà hạ sanh một bé trai. Bé trai này tức là Thiền Sư Trung Phong. Trong truyện ký có ghi rõ việc này. Hiện nay chúng ta có thể tin. Vì sao? Chúng ta đã nghe những việc này rất nhiều. Đích thật là có chuyện này. Bé trai này là người tái lai, quyết định là chẳng phải người tầm thường. Tướng hảo và hoài nghi của Ngài cùng với những đứa trẻ thông thường khác nhau. Lúc Ngài mới biết đi, bé trai này lúc biết nói chuyện, lúc mới biết đi. Đây là nói tài ly cưỡng bảo, vừa mới lìa khỏi cái đai, tức là mới biết nói chuyện. Mới biết đi, Ngài biết ngồi xếp bằng. Mới biết nói chuyện, Ngài còn biết sướng phạm bối. Cùng với bạn trẻ nhỏ chơi đùa với nhau, Ngài chơi đùa, tỉ mỉ mà quan sát, đều là Phật sự. Giống như trong Phật môn là Pháp hội, Ngài ưa thích vui chơi những thứ này. Do đây có thể biết đời trước là một người xuất gia, còn mang theo tạp khí của đời trước, chẳng có ai dạy cho Ngài. Lúc bấy giờ tuy rằng Phật Pháp rất thịnh hành, đứa bé nhỏ như vậy chẳng có ai dạy nó mà nó tự biết. Chẳng những đời trước là người xuất gia, đời trước chẳng phải là người phàm phu. Nếu là người phàm phu thì Ngài không thể thành tựu được như vậy. Sự tích và nhân duyên của Ngài, chúng ta là người phàm phu không biết. Có phải là Phật Bồ Tát đến ứng hóa hay không? Rất khó nói. Một đời của Ngài, đại bộ phận thời gian là ở trên núi Thiên Mục. Núi Thiên Mục, quý vị có số đồng học đi qua. Hệ niệm Phật sự đương nhiên là ở trên núi Thiên Mục cử hành. Chúng ta tin tưởng nhất định là được sự gia trì của Đại sư Trung Phong. Tuy nhiên trên thế giới ở các nơi, nếu chúng ta có thể quán tưởng núi Thiên Mục, quán tưởng Thiền Sư Trung Phong, thì thời gian và không gian chẳng có chướng ngại, đều có thể được sự cảm ứng của Tam Bảo, được sự gia trì oai thần của Phật Bồ Tát. Lúc Ngài 9 tuổi thì mẹ ra đời, qua đời, cho nên Ngài cũng là một đứa trẻ cô nhi. 15 tuổi thì Ngài có ý niệm xuất gia, nhưng Ngài vẫn còn có cha. Thiền sư Trung Phong rất hiếu thuận.
Tuy rằng có ý niệm xuất gia, nhưng cha không đồng ý thì không thể tùy tiện xuất gia. Tuy nhiên, ở trong nhà ngài, có Phật đường, ngài ở trong nhà lại Phật và lại đốt tai, lễ Phật đốt tai. Đốt tai là đốt hương, dùng nhang đốt trên cánh tai. Cư sĩ tại gia, thọ Bồ Tát giới đều dùng nhang đốt trên cánh tay, người xuất gia thì đốt trên đỉnh đầu, thể trì ngũ giới. Thể trì ngũ giới. Mỗi ngày niệm kinh Pháp Hoa, kinh Duyên Giác, kinh Kim Cang. Đây là lúc mười mấy tuổi. Ngày đêm tinh tấn, ban đêm cũng không ngủ nghỉ. Dạ tắc thường hành. Mệt mỏi rồi, dùng đầu đụng vào cây cột, tự mình cảnh thức. Chúng ta thử nghĩ xem, từ xưa đến nay, thật sự mà biết dũng mãnh tinh tấn, hạng người như vậy không nhiều. Chúng ta thấy được thiền sư Trung Phong trước khi chưa xuất gia, lúc mười mấy tuổi mà hành trì như thế. Có phải là thị hiện cho chúng ta xem phải không? Làm tấm gương cho người hậu học xem, cho đại chúng đang học Phật xem. Chúng tôi hiện nay thường nói, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ngài làm tấm gương cho đại chúng, làm mô phạm. Thật sự học Phật phải giống như hình dáng này của ngài. Nhà của ngài ở gần núi Linh Động, thường thường lên đỉnh núi để tọa thiền. Phủ Quang là 20 tuổi, duyệt truyền đăng lục. Đây là ngữ lục của Thiền Tông. Thiền Tông có 1.700 công án, thì tại trong quyển sách này, phân lượng rất nhiều, đều nói lịch đại tổ sư Thiền Tông. Ghi lại sự tu hành, khai ngộ, chứng quả của họ. Trước kia đã có người viết một lá thơ, đây là người tham thiền. Ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, tôi nhớ không hết một trang ấy. Đây là lúc bắt đầu học Phật, tôi vẫn chưa xuất gia.
tại cái chòi tranh ở phủ lý của Pháp Sư Sám Dân, xem một số sách này, xem Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Đây là lúc đầu tiên Pháp Sư Sám Vân chỉ định công khóa cho tôi. Tôi lên núi ở hết 5 tháng rưỡi. Sách của tôi đọc là Kinh A Di Đà Sớ Sao, Kinh A Di Đà Viên Trung Sao, Kinh A Di Đà Yếu Giải. Đây là Pháp Sư Sám Vân dạy cho tôi phải thiết tha đọc hết 3 cuốn sách này, và lại đem khoa phán làm thành biểu giải. Ngoài ra còn xem Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Tôi còn nhớ có một người viết một lá thơ gửi cho Ấn Quang Đại Sư. Ông ta đối với 1.700 công án này, đại đa số ông ta đã tham thấu rồi, chỉ còn có vài điều ông ta chưa liễu giải. Ấn Quang Đại Sư hồi thư cho ông ta, trả lời được rất tuyệt diệu. Ngài nói 1.700 công án này, nếu có một điều hiểu rõ rồi thì ông toàn bộ hiểu rõ, nếu có một điều chưa hiểu rõ thì ông toàn bộ điều không hiểu rõ. Vị nhân giả này sau khi nhận được lá thư của Ấn Quang Đại Sư, giống như nước lạnh xối trên đầu, thức tỉnh trở lại, đem cái này buông xuống, không tham thường nữa, lão thật niệm Phật. Chư vị phải biết, cổ lai Tổ Sư Đại Đức thường nói với chúng ta, nhất ngộ nhất thiết ngộ. Vẫn còn có một việc chưa ngộ thì anh chưa ngộ. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tự mình đã khai ngộ, vậy thì thật sự đã sai rồi. Một gậy này của Ấn Tổ chẳng những đánh thức ông ta, chúng ta cũng đề cao cảnh giác. Chúng ta có khai ngộ chưa? Chưa có. Nếu đức thật đã khai ngộ, cổ đức nói rất hay, một kinh thông tất cả kinh đều thông. Một bộ kinh này chúng ta đã thông suốt chưa? Nếu như đã thông suốt thì tất cả kinh này bày ra ở trước mặt chúng ta đều chẳng có chướng ngại, vậy thì anh đã thông rồi. Tất cả pháp thế gian bày ra ở trước mặt anh cũng chẳng có chướng ngại. Thế pháp thế và xuất thế gian hoàn toàn thông suốt thì mới gọi là đại triệt đại ngộ, mới gọi là đại khai viên giải, không dễ dàng. Năm xưa, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ rất cảm khái nói với tôi rằng thời kỳ mạt pháp về sau, tức là từ nay về sau, thì không thể được. Cho nên chúng tôi kết luận chỉ có lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có một con đường này là vững vàng nhất, có thể nương cậy tốt nhất. Trung Phong là thiền sư trong tông môn đích thực đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Anh nhìn xem Ngài dạy cho chúng ta niệm Phật tam thời hệ niệm. Ngay trong lúc ấy, có một người xuất gia nhìn thấy Ngài rất có thiên phần,
Vị xuất gia này tên là Minh Sơn. Chúng ta nhìn thấy cái pháp danh này, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ thầy là đồ đệ của Hòa Thượng Cao Phong. Bởi vì thầy là vai chữ Minh, liền dẫn ngài đến núi Thiên Mục để bái lão sư của thầy. Lão sư của thầy là Cao Phong Diệu Thiền Sư. Trong lịch sử Thiền Tông cũng rất nổi tiếng, cũng là quốc sư có triều đại nhà Nguyên. Thiền sư Cao Phong cửa rào rất cao, đây là vị cao tăng thật sự có đạo đức. Chúng tôi không nói đắc đạo, là nói vị cao tăng có đạo đức thì tất cả mọi người đều khẳng định, xem người khác hẳn. Vừa mới nhìn thấy người trẻ tuổi này thì đặc biệt vui mừng, ưa thích, đặc biệt có duyên thì lập tức muốn thế độ cho ngài. Nhưng Thiền sư Trung Phong nói rằng cha của ngài không cho, không thể xuất gia. Trong tâm rất muốn xuất gia, nhưng cha còn tại thế, cha không cho ngài xuất gia. Thiền sư Cao Phong thì nói với ngài rằng, con đi về, cố gắng nói với cha của con, hy vọng ông ta có thể đồng ý để cho con xuất gia. Đây là việc lúc ngài đã hơn 20 tuổi. Sau khi gặp được Thiền sư Cao Phong, tiếp thụ lời chỉ dẫn của Cao Phong Thiền Sư. Cho nên, một người được thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian đều không ngoại lệ, quan trọng là thầy. Thật sự gặp được một vị thầy cao minh chỉ dạy, thì sự tiến bộ của anh rất nhanh. Có một hôm ngài niệm kinh Kim Cang, niệm đến Hà Đảm Như Lai. Niệm đến chỗ này thì hoảng nhiên khai giải. Kỳ thật là hoảng nhiên đại ngộ. Đại ngộ chẳng phải triệt ngộ, nhưng đối với ngài chỗ tốt rất nhiều. Do thị nội ngoại điển tịch giai đạt kỳ nghĩa thú, đây là đã ngộ rồi. Nội điển là kinh Phật, ngoại điển là nhà Nho, nhà Đạo, chư tử bá gia. Những kinh điển này đều có thể thông đạt. Tuy rằng Trung Phong đã ngộ nhập cảnh giới, tự mình vô cùng khiêm nhượng,
không nghĩ rằng tự mình đã khai ngộ. Đây là lúc 24 tuổi. Năm 24 tuổi, tức là năm Nguyên Bính Tuất. Đến năm Nguyên Bính Tuất là công nguyên năm 1286. Năm 1286 năm sau thì được Cao Phong Thiền Sư thế độ ở Viện Sư Tử. Viện Sư Tử là tên của một đạo tràng. Chúng ta biết được ngài 25 tuổi xuất gia. Tụng kinh Kim Cang, giác ngộ là năm 24 tuổi. Nội ngoại kinh điển đều chẳng có chướng ngại. Nội ngoại kinh điển tức là xưa kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với chúng tôi, tức là pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp xuất thế gian là kinh Phật. Pháp thế gian tức là lúc ấy chỉ cho Nho Đạo Chư Tử Bá Gia của Trung Quốc. Ngài chẳng còn chướng ngại nữa. Là năm 24 tuổi, chẳng phải là mê tín, là chân thật học vấn. Năm sau thì xuất gia, bái Cao Phong Diệu Thiền Sư làm thầy. Năm 26 tuổi thọ giới. Năm 27 tuổi, chỗ này có một đoạn ghi chép: Quán Lưu Tuyền hữu tỉnh, tỉnh tức là giác ngộ. Núi Đồng Thiên Mục có rất nhiều dòng suối chảy, còn có thác nước. Ngài nhìn thấy thác nước, nhìn nước chảy thì giác ngộ, đến cầu thầy ấn chứng cho ngài. Cao Phong Diệu Thiền Sư là một vị chân chánh đã khai ngộ, là người đã minh tâm kiến tánh. Ngài đến chỉ dạy cho học trò của ngài, để giúp cho học trò của ngài. Thật tại mà nói, ngài đang ở giữa biên sắp ngộ và chưa ngộ. Chúng ta biết lúc bấy giờ ngài 27 tuổi. Thì ngay trong lúc này, nhân gian hoa truyền. Hoa truyền là chẳng phải thật, là lời đồn. Hoa truyền chúng ta ngày nay nói là lời đồn. Lời đồn cái gì? Quan tuyển đồng nam nữ, tức là quan phủ phải tuyển đồng nam đồng nữ. Nhưng chuyện này chẳng phải là thật.
Có lời đồn như vậy. Trung Phong liền hỏi thầy của ngài. Ngài nói, nếu như có người đột nhiên hỏi hòa thượng đòi đồng nam đồng nữ thì phải làm sao? Thưa thầy, bên ngoài có lời đồn như vậy, nếu như có người đến hỏi thầy đòi đồng nam đồng nữ thầy phải làm sao? Thì thiền sư Cao Phong nói, ta liền cho họ trúc bí tử. Nếu như thật có người đến, ta liền tặng cho họ một cây lược bí. Lược bí tôi có thấy qua, hiện nay rất ít thấy. Nó làm bằng trúc để chải đầu, nhưng răng của nó khích hơn lược nhựa, rất nhỏ và khích, xưa kia dùng để chải đầu. Vào thời kỳ kháng chiến, đến dân quốc, thông thường ở nông thôn, thành thị nhỏ, rất phổ biến, hiện nay đã không còn nhìn thấy cây lược. Cây lược hiện nay đều làm bằng nhựa hóa học. Lược bí làm bằng trúc không còn thấy nữa. Tức là công cụ khi dùng để chải rửa. Nam nữ đều dùng nó, con gái dùng được nhiều nhất. Ngài nói, nếu có người hỏi tôi đòi đồng nam đồng nữ, ngài liền đem cái này cho họ. Sư ngôn hạ động nhiên. Thiền sư Trung Phong sau khi nghe câu nói này liền hoắc nhiên khai ngộ rồi, triệt pháp nguyên để. Tức là đại triệt đại ngộ. Chúng ta ngày hôm nay đọc đến đoạn văn này có chỗ ngộ hay không? Không cần nói đại ngộ, có lẽ tiểu ngộ cũng chẳng có. Giống như là sở vấn phi sở đáp. Đây là thiện xảo phương tiện giáo học của thầy. Người khác nghe không hiểu, chỗ gọi là chánh thức xúc động đến thiền sư, thiền cơ của ngài, đã thông huyệt đạo của ngài, triệt pháp nguyên để. Câu nói này bất khả tư nghị. Từ chỗ này thì chúng ta biết được ngài năm 27 tuổi đã khai ngộ. Sau khi đã khai ngộ, không có ai biết, chỉ có thầy của ngài biết, người khác không biết. Cho nên lục trầm chúng trung nhân vô tri giả, ngay trong đạo tràng làm việc cùng chung với đại chúng, chẳng có ai biết ngài đã khai ngộ. Bên trong này nói, cho nên Cao Phong thư chân tán phó sư. Thiền sư Cao Phong là thầy của ngài, đã viết mấy câu cho Trung Phong. Viết bốn câu kệ. Bốn câu kệ này cũng đều thuộc về thiền cơ. Chúng ta ngày nay xem rồi cũng xem không hiểu. Ngài nói ngã tướng bất tư nghị,
Phật Tổ mạc năng thị, độc chúa bất tiêu nhi, kiến đắc bán biền tỷ. Đây là thầy của Ngài viết cho Ngài để tán thán Ngài. Tán thán chỗ ngộ của Ngài. Ngài đã ngộ cái gì? Chúng ta không biết. Chúng ta xem bốn câu kệ này của Thiền sư Cao Phong, chúng ta chẳng có cách nào lý giải. Đây tức là anh đích thật đã ngộ hay là chưa ngộ. Nếu một khi đã ngộ rồi thì từng chữ từng câu minh minh liễu liễu. Người không ngộ nói với họ rồi cũng chẳng có chỗ hữu dụng. Đây là cùng với 1700 công án hoàn toàn tương đồng. Về sau có số người đến tham học, hướng về Thiền sư Cao Phong thỉnh giáo, thì Thiền sư Cao Phong bảo họ: quý vị có vấn đề gì thì đi hỏi thầy. Pháp hiệu của thầy là Minh Bổn, quý vị đi hỏi thầy. Dần dần làm như vậy, đại chúng mới biết được Thiền sư Trung Phong đích thật có năng lực, có khả năng chỉ dạy cho đại chúng. Chúng ta nhất định phải biết. Ngài mới 27 tuổi, cái tuổi không quá lớn. Lúc bấy giờ có một người xuất gia, Hoài, đây là một địa danh. Tăng là người xuất gia, tử chứng là danh hiệu của Ngài. Thử hỏi trong các đệ tử của Cao Phong có ưu liệt hay không? Chúng ta nghĩ rằng vị pháp sư này có lẽ cùng với Cao Phong Diệu Thiền Sư là đồng vai. Có một lần hỏi Ngài, trong nhóm đồ đệ của Ngài có vị nào ưu tú hay không? Là thật sự thấy tánh kiến khế nhập vào cảnh giới. Cao Phong nói: nhược sơ niệm chủ đẳng. Đây là nói nhóm đại chúng trong tự viện. Nhất tri bán giải, bất đạo toàn vô. Người chỉ biết được phân nửa là đa số. Ngài cử ra vài người, sau đó thì nói đến Minh Bổn. Ngài nói duy bổn duy na. Có lẽ lúc ấy Ngài ở trong tự viện đảm nhận chức duy na. Bổn duy na, đảm nhiệm chức duy na là rất hợp lý, bởi vì chúng ta nhìn thấy phía trước ở trong chuyện ký có nói lúc Ngài mới biết đi, mới biết nói chuyện thì biết sướng phạm bối. Chúng ta thử nghĩ, Ngài biết sướng phạm bối là do căn cơ của đời trước, nhất định là sướng được rất hay. Cho nên ở trong điện đường thỉnh Ngài làm duy na. Bổn duy na, bổn tức là minh bổn duy na. Ngài nói đây là can thượng lâm tân hoàng. Lúc ấy cử ra thí dụ này rất hay, bởi vì núi Thiên Mục khắp nơi đều là rừng trúc.
Tôi vừa nhìn thấy địa phương đó có lẽ hơn 100 lý, 1-200 lý đều là rừng trúc. Tha nhật thành tài, vị dị lượng giả, tức là nói người này trong tương lai tiền đồ vô lượng, là đặc biệt tán thán ngài. Trong nhóm đệ tử là đặc biệt được thầy khí trọng. Đến thành tông, vua Nguyên Thành Tông, đây là vị hoàng đế thứ hai của triều nhà Nguyên, là con trai của Hốt Tất Liệt, tên là Thiết Mục Nhĩ. Ông ta làm hoàng đế, niên hiệu là Nguyên Trinh. Nguyên Trinh năm thứ nhất lên ngôi là công nguyên năm 1295 tháng 11. Thầy của ngài Viên Tịch, sư phụ Viên Tịch, tướng Thiền Hóa là Viên Tịch, phía dưới Dĩ Đại Giác thuộc sư, Đại Giác là ngôi chùa, tức là đem đạo tràng giao phó cho Thiền Sư Trung Phong. Sư từ thôi để nhất tọa, tổ ung chủ tri, tức là ngài thối nhường, tự mình không làm chủ trì. Đến niên hiệu Đại Đức năm 1297, ngài đến Kim Lăng, tức là Nam Kinh, An Huy, để đi tham học. Năm Mậu Tuất là năm 1298, ngài ở tại Lư Châu, cất nhà tranh, ở nhà tranh. Lúc bấy giờ, chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, danh tiếng của ngài càng lúc càng cao. Trí huệ đạo đức, biện tài của ngài, giáo hóa chúng sanh. Người đến gặp ngài, người hướng về ngài thỉnh giáo càng lúc càng nhiều. Thiền sư ưa thích thanh tịnh, ưa thích tinh tấn tu hành. Chúng ta xem hành trạng một đời của ngài. Ngài ở tại một địa phương, thời gian cũng không dài, đều là đi khắp nơi để tham học. Ở nhà tranh, cuộc sống rất đơn giản, rất mộc mạc thật thà. Ở trong hành luật có ghi chép, anh có thể xem thấy được.
đến năm Quý Sửu 1313. Ở trong này có một đoạn nhân duyên. Chúng ta biết lúc Ngài còn tại thế, người Mông Cổ làm chủ Trung Quốc. Làm quan cao, có danh vọng đều là người Mông Cổ. Từ nhà vua cho đến các địa phương thủ trưởng đều rất tôn kính Ngài. Nếu chẳng có đạo đức chân chánh thì làm không nổi. Bây giờ thời gian đã đến.